các bạn có thể chiêm ngưỡng được cái ngọn thác hùng vĩ giữa khu bảo tồn Sao La Quả Mam, rất đẹp ạ. Bây giờ hơn 12 giờ. Bây giờ bắt đầu đi một con đường lên lên dốc để vượt qua con thác. Băng lên trên cao. Đường rất khó đi. Phải hết sức cẩn thận. Mình mong là đi băng lên phía trước. Mình cũng phải cố gắng đi theo sát anh ấy. Ôi trời. Con đường rất khó đi, rất dốc và đi mép theo cái sườn đá núi. Các bạn thấy thế nào ạ? Rất khó không ạ? Từ trên này thì chúng ta có thể quan sát thấy cái ngọn thác hùng vĩ dưới kia. Từ đây nhìn thấy rõ hơn là thấy hai ngọn rồi các bạn. Một ngọn nãy mình đứng dưới đây này, còn một ngọn bên kia nữa. Thật sự cái hai ngọn thác chứ không phải là một ngọn. Và các bạn nó rất là cao, đường rất khó đi. Từ chỗ này là phải nép mình qua bụi tre. Tháo ba lô ra hả anh? Bây giờ sao đây, sao chui qua đọt cái này, vứt cái nói em qua bên đó giùm em. Ôi giời, rồi thôi, kẹt rồi. Tháo ba lô mới được. Tháo ba lô ra ha. Được cái máy, được cầm cái máy rồi. Nó bò qua. Rất khó đi. Đây, để em mang được rồi. Mình thấy bò qua gọn gàng mà em bò qua thấy cực quá. Chúng ta tiếp tục hành trình. Mình phía trước. Ôi sợ ơi. Hai bạn lên. Ok anh, rồi lên đi anh. Rất khó. Này dễ bị chọc. Bị chọc. À. Ôi sao. Mình thắng đang đi lên. Được không anh? Anh thắng đi dễ dàng quá mà mình đi khó khăn quá. Tiếp tục là một đoạn đường cần phải chui qua nữa. Rất hẹp. Cái ba lô mình hơi cồng kênh hai bên. Rất cồng kênh. Ôi giời. Cố lên. Chặn được rồi. Còn đoạn đó phải hết sức cẩn thận. Như các bạn thấy cái thác. Và đây là cái vực. Anh thắng tôi phía sau ra vô nè. Rất là nguy hiểm không ạ. Một bên là vách núi. Con đường đi thì bé tẹo thôi. Đặt đủ. Vừa đặt bước chân. Chúng ta đi thì nép mình như thế này. Ôi giời. Được rồi. Đến đoạn cuối cùng rồi các bạn. Ôi giời. Ôi. Gai gai che đâm. Cuối cùng cũng lại được tới đỉnh thác. Quá wow, đẹp quá. Đã quá. Cẩn thận ở cuối cùng. Thấy sơn dương nó nằm ở trong cái đó. Con sơn dương nó ở trong này nó thường ngủ ở đây. Cái hốc hốc cái hang này anh. Mưa là mưa nhỏ là anh về đó. À, sao dương là chui vô cái hang đó. À. Ngọn thác rất cao phải không các bạn?
Đây có, mình theo mình nhìn thấy là có 4 tầng, 4-5 tầng thác. Phía xe phía dưới kia nữa. Thật sự mình thấy là cái hành trình theo cái anh Kiểm Lâm ở khu bảo tồn Sao La, Quảng Nam rất nhiều điều kỳ thú và nó rất kích thích. Kích thích từ khi bước vô rừng, kích thích từ những câu chuyện trước khi chúng tôi bước vô rừng và đến cả khi mà đã đi trên hành trình. Mỗi thời khắc, mỗi phút giây các bạn được ngắm một cái khu rừng nguyên sinh vô cùng tuyệt đẹp, hoang dã. Lá cờ nhưng mà ai xếp làm gì đây ta? À, đi sơ ít rồi gặp mưa rồi che lên cái này á. Lá cờ rất là to. Rất là to. Nhiều cây gỗ mục bị cuốn trôi nằm chắn ngang dòng suối. Thì chúng tôi cũng đang phải đi lên trên khe sát vực. Rất khó đi. Chúng tôi đang đi vô trong vùng lõi của rừng đặc dụng Sao La, Quảng Nam. Các bạn thấy thực sự ở đây rất ít dấu chân người. Có lẽ chỉ có dấu chân của các anh Kiểm Lâm. Ở đây không có đường mòn nên là việc người dân vô đi bắt cá cũng hạn chế hơn. Các bạn có thể thấy phía trước chúng ta là những cái cây khô lớn bị mưa quật ngã bên bờ suối. Khi mà có mưa lớn, những trận mưa tiếp theo thì nước từ trên đầu nguồn xuống và nó dồn ở đây rất là nhiều. Và sau đó thì nó sẽ chảy xuống luôn, hoặc là nó sẽ đồng ở đây và nó bực cái mực này qua và nó tạo ra những cơn lũ quét xuống dưới hạ nguồn. Và khi chúng ta ngủ bên bờ suối hay dòng lòng sông phía dưới những ngày mưa phải hết sức cẩn thận. Có thể là đặc biệt những khu rừng ở miền Trung thì những cái dạng mưa ở bên đỉnh hoặc là bên sườn đồi bên phía bên kia nó tạo nước và nó chảy qua phía bên đồi phía bên này, cũng tạo ra những con lũ quét rất là kinh khủng. Và khi lên đoạn suối ở phía trên này thì chúng ta có thể thấy là càng lúc suối càng nhỏ và cái vách thì lại cao hơn. Bạn có thể thấy đó, chúng ta đang đi trong lõi rừng khu bảo tồn Sao La, Quảng Nam. Đây là cái lõi rừng của khu rừng đặc dụng. Còn một đoạn ngắn nữa thôi, mệt quá, đi sáng giờ hơn 6 tiếng đồng hồ đi bộ men theo đường gần thác.
Các bạn chúng ta đã đến được cái nơi cắm trại phía trước rồi. Thấy các anh kiểm lâm đang cùng nhau làm láng ở phía trước. Bây giờ tôi sẽ cố gắng vượt qua cái đoạn suối cuối cùng này. Hơn 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ đi bộ, đi ven con suối rất là cực. Thì bây giờ chúng tôi đã đến được cái nơi làm lập láng trại cho những ngày tuần tra ở lõi rừng Sao La, Quảng Nam. Có thể nói là hành trình đi rất là gian khó. Và những ngày tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các anh kiểm lâm để đi tuần tra nơi lõi rừng này. Mời các bạn cùng theo dõi Phục TV trong những hành trình tiếp theo. Chặt nhẹ nó thì nó chảy mũ như thế này, tứa màu đỏ như máu vậy đó. Ghi chép lại những cái thông tin trên đường đi. Nếu mà để rậm rạp sẽ rất là nguy hiểm. Mưa rất là to, nước suối dâng rất là cao. Trời vừa ngớt mưa xong, đang quay quần ăn tối bên bờ suối.